Hôm nay thì đến đây còn có cái anh Khánh Phiêu với chị Ngọc Hương gửi cho quà. Thì cũng tới nay cho dì Láng một phần quà. Phần quà là 400.000, gồm 20 cái gạo với cốt đỏ, nước mắm, dầu ăn, đường. Dạ. Dạ. Dạ, đây đây con, dạ, để đi. Này có đi bán buôn gì không kìa, không gì? Không bán được luôn hả? Dạ. Dạ. Dì Láng này thì dì Láng phải không? Dì Láng này thì thường ngày đi bán cá ha. Dì Láng có một cái anh bị bệnh, bị bệnh tâm thần. Thường ngày đi bán cá mấy tháng nay dì Láng không có 4 tháng nay thì bán không đi bán được hả? Dạ. Dì Láng bị khớp nữa ha. Dạ. Dạ. Dì Láng này thì có một chú thì bị bệnh tai biến nữa. Rồi thường ngày bây giờ mình lên cái sinh hoạt rồi sao mình không đi bán tiền đâu, mình sinh hoạt gì? Người ta cho ha. Dạ. Nhờ bà con của bác ủng hộ chứ sao vậy? Dạ. Dạ. Mấy chục năm nay mình vẫn thương con vẫn. Chứ bệnh hoạn có ai đâu muốn đâu giờ. Dạ. Thôi cố lên gì ha. Dạ. 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 Vì cái này ở trọ là một tháng đóng bao nhiêu? Tháng tiền nhà thì 500, mà tiền điện thì nước 150 thì 600. 650 ha. Nói chung là mình sống tại cái gì quay cái chuyện thì 50 dạ. Nó là 700 chẵn đấy. Dạ, cũng khoảng khoảng. Dạ. Là không được tiền đủ thứ đâu nha. Láng này ở trọ với dì Đào ở trọ. Này cái hẻm một xíu nè, bình thường bán giấy số rồi dì Đào, dì Láng thì bán cá, bây giờ không có bán gì hết trơn. Thì kế bên dì Láng cũng có chị bán vé số. Cũng gửi cho chị phần luôn. Chị tên gì chị? Đào. Chị Đào, dạ. Này có bán giấy số lại cho chị. Không bán nhiều tại bệnh quá. Dạ, dịch bệnh đó. Dạ. Bán nhiều bán rồi trời cỡ chừng 100 tờ cỡ xuống vậy đó. Dạ, đủ sống ha. Đủ sống rồi đó. Có mình hả vậy? Chị sống có mình hả? À, có mình một. Dạ. Thôi em gửi chị phần quà ha. Dạ. Rồi. Dạ, cái gì? Xíu quên cái hẻm này luôn rồi, cái hẻm chút xíu đi vô tới luôn rồi. Không biết cái đường nào vô. Chú cái ấy mà nó gần là. Dạ. Dạ. Thôi về nha. Dạ. Dạ. Dạ.